Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vậy vẻ đẹp tâm hồn của chúng ta là thể hiện rất rõ nét qua ánh nhìn, qua đôi mắt của mỗi cái người chúng mình. Giấc ngủ cũng vậy, giấc ngủ cũng cải thiện rất là rõ nét cho sức khỏe của đôi mắt của mỗi chúng ta. Vậy trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống mưu sinh chạy đua với thường nhật hàng ngày, chúng ta không đủ thời gian để chúng ta chăm sóc đôi mắt, chúng ta không đủ thời gian cho ngủ đủ, chúng ta ngủ đúng giờ. Vậy làm cách nào, làm như thế nào để chúng ta có đủ thời gian để chúng ta chăm sóc mắt, để chúng ta bảo vệ được sức khỏe của đôi mắt, để đôi mắt chúng ta luôn luôn long lanh, luôn luôn tươi sáng và luôn luôn đầy quyến rũ đây. Vậy thì hôm nay đưa ra một số giải pháp để giúp bạn chăm sóc được đôi mắt của mình một cách hữu hiệu nhất. Thứ nhất là chúng ta phải luôn thể dục cho đôi mắt của mình. Thủy Đỗ có một giải pháp, đó là có cái kem dưỡng mắt. Thì hàng ngày chúng ta bôi kem dưỡng mắt làm 2 lần vào sáng sớm mai. Khi chúng ta bắt đầu đi làm, chúng ta sẽ cho một ít vào kem dưỡng mắt vào đây. Đó, chúng ta cho một ít kem dưỡng mắt vào tay phải. Sau đó chúng ta sẽ vỗ đều nha các bạn, vỗ nhẹ nhàng xung quanh cái khóe mắt, sau đó vỗ nhẹ nhàng xuống dưới quầng của mắt. Chúng ta vỗ nhẹ nhàng, sau đó chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta sẽ tập thể dục cho mắt theo kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, chúng ta đếm 1 đến 50, sau đó theo chiều ngược kim đồng hồ từ 1 đến 50, và chúng ta thể dục cho mắt hàng ngày như thế. Vỗ nhẹ để chống quầng, chống thâm xung quanh mắt, và nhắm mắt lại, chúng ta thư giãn đôi mắt của mình. Đó là cách thứ nhất, chúng ta tập thể dục cho mắt. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng phương pháp 20 20 và 20. Có nghĩa là gì? Cứ mỗi lần chúng ta xem tivi, mỗi lần chúng ta đọc sách báo, mỗi lần chúng ta xem điện thoại thông minh, thì chúng ta cứ 20 phút chúng ta phải dừng lại. Sau đó chúng ta nhìn ra phía ngoài 20 feet, tức là 20 feet bằng 6 mét. Sau đó chúng ta sẽ nhìn trong thời gian 20 giây. Vậy là chúng ta cứ 20 phút chúng ta nhìn 20 feet và chúng ta dừng lại trong vòng 20 giây, nhìn lâu trong vòng 20 giây thì mắt chúng ta sẽ trở lại khỏe mạnh ngay tức thì. Vậy là phương pháp thứ hai là 20, 20 và 20. Còn giải pháp thứ ba, đó là chúng ta phải tập thể dục thường xuyên, cứ 30 phút mỗi ngày, để chúng ta lưu thông máu trong cơ thể chúng ta, lưu thông máu giúp cho mắt chúng ta ngày một khỏe mạnh hơn. Đó là giải pháp thứ ba. Giải pháp thứ tư là chúng ta phải thường xuyên đeo kính. Đeo kính để bảo vệ mắt, để mắt chúng ta, giúp mắt chúng ta luôn luôn không nhức mắt, không đỏ mắt. Đó là khi chúng ta đi ra ngoài trời nắng, khi chúng ta đi ra ngoài trời với cái môi trường bụi bẩn thường xuyên, chúng ta phải đeo kính. Khi chúng ta đi thể thao, khi chúng ta làm việc trong cái môi trường cực kỳ bụi bẩn và ô nhiễm môi trường, chúng ta phải đeo mắt để chúng ta bảo vệ mắt, chống mắt bị tổn thương và mắt bị đỏ, mắt bị sưng, bị quầng, bị thâm các bạn nhé. Đó là giải pháp tiếp theo nữa. Là trước khi đi ngủ, chúng ta phải tránh những tia sáng màu xanh qua màn hình tivi, màn hình điện thoại thông minh và qua vi tính. Khi chúng ta xem buổi tối, mắt chúng ta dán vào tất cả những thiết bị điện tử trên, thì tia sáng màu xanh nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với mắt, nó sẽ làm cho mắt chúng ta sưng, mắt chúng ta nhức, mắt chúng ta đỏ, mắt chúng ta mọng lên. Chính vì đó cho nên trước khi đi ngủ 2 giờ đồng hồ, chúng ta phải tránh xa các thiết bị có màu xanh này, sẽ rất dễ gây thoái hóa điểm vàng và rất dễ gây mất ngủ cho chúng ta các bạn nhé. Đó chính là giải pháp thứ 5. Còn giải pháp thứ 6 là chúng ta phải ăn những cái thực phẩm để bổ sung cho mắt, đặc biệt là những thực phẩm có màu xanh đậm, tất cả các rau đậm, như tất cả loại rau cải đậm, rồi là ăn tất cả các loại hạt, hạt hướng dương và rất nhiều các loại hạt, chúng ta ăn vào là bổ trợ cho sức khỏe của chúng ta, để tăng cường sức khỏe cho mắt. Và Thủy Đỗ thường sử dụng một cái sản phẩm đây, sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ cho mắt của mình hàng ngày. Cái sản phẩm này là gồm có tất cả là 15 viên
15 viên, mỗi ngày chúng ta uống 1 viên thì chúng ta uống trong vòng nửa tháng. Cái mỗi hộp này chúng ta uống trong vòng nửa tháng, mỗi một ngày uống 1 viên. Và cái sản phẩm này nó rất là vừa với túi tiền của chúng ta thôi, 292.000 một hộp này 15 viên. Và ta chia ra thì mỗi một ngày ta bồi dưỡng cho mắt chúng ta 19.000 đồng một viên này mỗi ngày. Và cái viên hỗ trợ mắt này nó giúp chúng ta chống oxy hóa cho mắt, giúp chúng ta hạn chế lão hóa cho mắt, giúp chúng ta chống được thoái hóa điểm vàng, và giúp chúng ta chống được các tia cực tím mỗi ngày có độc hại gây cho mắt chúng ta, và đặc biệt giúp chúng ta hạn chế được những tia ánh màu xanh của màn hình TV, màn hình máy tính và đặc biệt là màn hình điện thoại thông minh. Nó hạn chế được rất nhiều các tia ánh màu xanh đó vào mắt của chúng ta. Và các bạn ạ, sức khỏe của chúng ta, vẻ đẹp của chúng ta bắt nguồn từ một đôi mắt thông minh, quyến rũ và sáng lóng lánh, đúng không các bạn? Vậy thì Đỗ xin chúc tất cả các bạn luôn giữ được đôi mắt trẻ trung, quyến rũ và đầy sức hấp dẫn các bạn nhé. Và nếu video này có lợi cho các bạn thấy có ích thì hãy share, like và nhấn đăng ký cho kênh Thủy Đỗ. Thủy Đỗ sẽ trở lại với các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.